Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Việt Nam. iPhone 6s, một chiếc máy đến từ nhà Apple và ra mắt được hơn 4 năm rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang có khá là nhiều vấn đề xoay quanh cái chiếc máy này. Đấy là liệu rằng mua iPhone 6s thì có phải là ngu hay không? Và cũng như là khi mà lựa chọn iPhone 6s ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ phải chấp nhận những điều gì? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video này nhé. Ok, đầu tiên đấy là mua iPhone 6s ở thời điểm hiện tại thì có phải là ngu hay không? Và cũng như là ở phân khúc tầm giá của chiếc iPhone 6s này có chiếc máy nào đáng mua hơn nó? Thì cái vấn đề ngu hay không thì chúng ta sẽ không thể nào mà đánh đồng được cái vấn đề này, bởi vì là tùy theo nhu cầu của tùy từng người. Ví dụ người này người ta hợp với iPhone 6s thì người ta có thể mua, nhưng các bạn không phù hợp với iPhone 6s thì các bạn có thể mua chiếc máy khác, thì các bạn cũng sẽ không thể nào mà chửi người ta rằng là mày ngu thế đi mua iPhone 6s. Điều đấy là không được. Mà iPhone 6s thì nó cũng sẽ có những cái ưu điểm ở phân khúc giá này và nó cũng sẽ có những đối thủ. Vậy ưu điểm của iPhone 6s ở tầm giá này là gì? Đấy là chúng ta sẽ có một chiếc smartphone với hiệu năng vô cùng ổn định, và chúng ta cũng sẽ có một hiệu năng gần như là tốt nhất để cho các bạn có thể lựa chọn và chơi game ở tầm giá này. Bây giờ khoảng tầm hơn 3 triệu cho một chiếc iPhone 6s, chúng ta sẽ có chip đấy là Apple A9 cùng với 2GB. A9 bây giờ nó không gọi là xuất sắc và bá đạo như là khoảng tầm 1 năm trước nữa, nhưng dẫu sao bây giờ nếu như các bạn sử dụng iPhone 6s để chơi game thì các bạn vẫn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc là các bạn lựa chọn một chiếc máy chạy Android ở phân khúc này để chơi game. Ở tầm giá này thì chúng ta cũng sẽ có một đối thủ có hiệu năng gần tương đồng với chiếc iPhone 6s này, đấy là chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Nhưng mà nếu như các bạn trải nghiệm về game đi thì các bạn vẫn sẽ thấy rằng là trong những tựa game nặng thì GPU xử lý đồ họa của iPhone 6s vẫn làm nhỉnh hơn, tốt hơn. Cái ưu điểm thứ hai đấy là nếu như các bạn bỏ qua vấn đề đấy là camera kép thì chúng ta vẫn sẽ có một cái camera vẫn chất lượng rất tốt của chiếc iPhone 6s này, 12 megapixel và cái bức ảnh chụp ra chi tiết rất tốt. Cùng với đấy thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn quay phim lên 4K, hoặc là các bạn cũng có thể là quay tại Full HD với 60fps. Cái ưu điểm thứ ba đấy là với iPhone 6s ở thời điểm hiện tại thì cái việc sửa chữa nó cũng như là tìm kiếm linh kiện để thay thế rất là dễ. Ví dụ như các bạn đi ép kính, hay là các bạn đi thay vỏ, hay là các bạn muốn thay pin, hoặc là các bạn sửa chữa một số linh kiện ở bên trong máy, bây giờ quá là dễ dàng. Các bạn đi đâu người ta cũng nhận sửa iPhone. Còn với những chiếc máy kiểu Xiaomi, kiểu là Samsung thì các bạn có thể là chỗ này sửa tốt, chỗ kia sửa không tốt, nhưng mà có thể có những chỗ sẽ không thể sửa được. Còn iPhone bây giờ thì quá là phổ biến rồi, nên việc các bạn lựa chọn sử dụng iPhone khi mà nó bị hỏng hóc hay nó bị trục trặc ở bất kỳ đâu thì các bạn vẫn có thể dễ dàng để sửa chữa ngay lập tức. Thì đấy là những ưu điểm của chiếc iPhone 6s ở tầm giá này mà mình thấy lựa chọn nó là một điều không hề ngu ngốc. Nhưng mà nó cũng sẽ có những đối thủ cạnh tranh với nó ở cái tầm giá này, ví dụ như là chiếc Redmi Note 7 xách tay như mình đã nói rồi. Thì chiếc máy Redmi Note 7 nha, chúng ta có cam kết, chúng ta có màn hình Full HD, chúng ta có hiệu năng gần như tương đồng, và cũng như là chúng ta sẽ có một thiết kế nó cũng khá là sang chảnh, mặc dù nó không có táo nhưng nó cũng sẽ có mặt kính đằng sau, nó tạo ra cho chiếc máy một cái vẻ bóng bẩy nhất định và nó sẽ thu hút được nhiều người lựa chọn hơn. Nói chung là kiểu gì thì cũng sẽ có những đối thủ cạnh tranh ở phân khúc tầm giá này mà thôi. Nhưng mà với những ai đã quen thuộc với hệ điều hành iOS, đặc biệt là với những người đang sử dụng iPhone 6 mà bị khai từ hệ điều hành, thì người ta cũng sẽ nâng cấp lên iPhone 6s, bởi vì thứ nhất là giá thành hợp lý, cái thứ hai đấy là họ vẫn sẽ có những sự thân quen nhất định khi mà nâng cấp lên. Thế nhưng mà song song với đấy thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận một số thứ khi mà lựa chọn iPhone 6s ở thời điểm này. Cái thứ nhất đấy là những chiếc máy này gần như là không còn nguyên vẹn. Với những bạn đi kiếm iPhone 6s ở thời điểm này mà yêu cầu một chiếc máy nó phải zin từ A đến Z, máy đẹp nhưng mà phải zin, thì 90% bây giờ mình khẳng định đây là máy dựng hết. Thay vỏ là 1, thay kính là 2 và có thể là bị thay màn hình là 3, thay pin là 4. Còn nếu như bạn muốn mua máy zin nhưng phải đẹp thì xác suất kiếm được những chiếc máy này gần như rất ít, nó nhỏ hơn 10%, và trong đấy thì nó sẽ có những chiếc máy kiểu zin nhưng mà xấu, kiểu vỏ bị săn sùi hay là bị kẻ chỉ, hay là cũng như màn hình chúng ta bị chảy xước. Cái đấy là cái đầu tiên mà các bạn phải chấp nhận. Cái thứ hai đấy là ở thời điểm này thì iPhone 6s có thể sẽ không được hỗ trợ quá lâu dài nữa. Với những chiếc máy Apple iPhone trước đây thì chúng ta luôn có một niềm tin đấy là khi mà lựa chọn kể cả những chiếc máy cũ thì kiểu gì cũng sẽ được hỗ trợ trong vòng từ 3-4 năm. Nhưng mà điều đó bây giờ thì không còn đúng như chiếc iPhone 6s này nữa. Khi mà năm vừa rồi iPhone 6 mới bị khai tử thì có thể iPhone 6s sẽ chỉ được hỗ trợ thêm năm sau nữa thôi, tức là đến hết năm 2020. May mắn thì chúng ta có thể kéo dài lên 2021, tùy theo là cái hệ điều hành năm sau nâng cấp lên nó có nặng nề hay không, nó có làm cho chiếc iPhone 6s này bị đuối sức khi mà sử dụng nó hay không.
thì đấy vẫn là vấn đề đến từ Apple. Nhưng mà việc mà chiếc máy này được hỗ trợ từ 3 cho đến 4 năm là sẽ không có, nên đây sẽ là cái thứ hai mà các bạn cần phải chấp nhận. Nhưng mà nói chung rằng là iPhone 6s sống được đến thời điểm này và được hỗ trợ thêm năm sau nữa cũng là một điều khá là ngon rồi. Một chiếc máy đã ra mắt được hơn 4 năm, chúng ta cũng sẽ không thể nào mà đòi hỏi được thêm điều gì nữa. Cái điều mà chúng ta phải chấp nhận cuối cùng nữa đấy là iPhone 6s pin khá yếu, khá hẻo. Nếu như các bạn chỉ sử dụng để có thể liên lạc, alo, check Facebook hay là xem YouTube hàng ngày, chụp ảnh chụp chuyện các thứ trong vòng một ngày thì sẽ sử dụng ok. Nhưng nếu như các bạn sử dụng nó để chơi game thì cùng lắm chiếc iPhone 6s này sẽ chỉ trụ được các bạn trong vòng 2 tiếng rưỡi mà thôi, nếu như pin còn tốt. Còn với những chiếc máy kiểu pin còn 90%, còn 85% hay là còn khoảng tầm 70% thì mình không dám nghĩ là nó sẽ trụ khoảng bao nhiêu. Có thể là 1 tiếng rưỡi, có thể là gần 2 tiếng hoặc là có thể hơn 2 tiếng một chút. Thì đấy là cái thời gian sử dụng pin mà mình đánh giá là chiếc iPhone 6s nó sẽ không phục vụ tốt cho các bạn để có thể là chơi game. Còn nếu các bạn nào vẫn muốn chơi game thì các bạn nên chuẩn bị thêm một cục sạc dự phòng nữa. Thì khi đó các bạn sẽ sử dụng chiếc iPhone 6s này một cách dễ dàng hơn. Thì khi đó các bạn sẽ sử dụng chiếc iPhone 6s này một cách thoải mái hơn. Và trên đấy là những chia sẻ của mình về chiếc iPhone 6s ở thời điểm hiện tại, mua nó có là ngu hay không, và cũng như chúng ta sẽ phải chấp nhận những điều gì khi mà lựa chọn mua cái chiếc iPhone 6s này. Và theo các bạn thì mua iPhone 6s ở thời điểm hiện tại có là ngu hay không? Xin mời comment để lại ý kiến của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy click đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhịp Việt Nam để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.